chào bạn, chào mừng các bạn đến kênh An Hồ Vlog. Thì đây là cái gimbal của mình mới mua, nó là Smoom 4. Thì gắn điện thoại thì nó ok thôi các bạn. Còn về cái GoPro thì mình nó chưa cân bằng các bạn. Do đó thì mình sẽ chế thêm một cái đối trọng ở mé bên tay phải các bạn. Đó, sẽ nằm bên đây để cho nó nặng, nó cân đối với cái GoPro các bạn. Tại vì cái GoPro nó nhỏ mà nằm mé bên đây thì nó nặng hơn rồi. Đó, mình phải làm một cái đối trọng đến đây. Đó, và mình sẽ đã chọn được một cái gọi là cái nắp của cái bóng đèn các bạn. Sau khi mình mua bóng đèn thì mình có cái nắp này, hoặc là bạn chế cái nắp kém nào vuông vuông cũng được, rồi bạn sẽ đục lỗ. Tại vì mình đo rồi, đây là cái cọng nhôm của mình. Đây mình tính là kẹp vô đây nữa các bạn, nè tính kẹp vô đây đó. Nó vừa đây ràng buộc nó vô đây đó. Do đó mình đục lỗ dưới đây các bạn. Đây đục lỗ nè bạn, đó. Rồi mình xỏ trên xỏ xuống như thế này, đây các bạn, đó. Mình sẽ đục 4 lỗ các bạn. Đây mình đã chuẩn bị rồi, đó rồi các bạn. Đây 4 chân để mình gắn nó vô cái này nha, đó. Các bạn nhìn thấy không? Chơi nha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ khi nào mà mình xài á thì mình dùng hai kẹp bóp lại, đó, gọi là đó, chiếc lại ha. Còn khi nào mình không xài thì mình cởi ra. Thì cái cọng mình cố tình làm cọng dây nhôm này nè, không phần ốc để cho nó cố định đó. Và mình sẽ chế lên các bạn có gì nặng á mình cái bỏ vô các bạn. Rồi đây mình có mấy cái đồng xu cổ các bạn, đây, đồng xu cổ, mấy cái đồng xu cổ bằng đồng thau gì đó để mình cũng làm gì nhưng mình để này ha các bạn. Rồi mình đếm cho đủ cái số ký đó ha, hạt thiếu á thì mình cho thêm vô. Cái này mình sẽ thả cái này ra thêm chút các bạn. Rồi vậy thoải mái rồi đó. Bây giờ mình sẽ đổ keo vô đây để cho nó cố định lại. Rồi chờ mình để keo. Hello, mình đốt keo bạn. Mình chưa mua cái súng bắn keo nữa nên mình dùng hộp nóng hên quá thôi mà không nhiễu vô tay mình. Mốt mình sẽ mua súng bắn keo rồi, chỉ cần tráng một lớp thôi nó sẽ không rớt ra thôi. Rồi đợi khô chút ha, cân bằng cái đối trọng này cho các bạn xem ha. Giờ mình sẽ cân bằng nó và mình sẽ cho nó vào chút ha để cho nó cân bằng. Mình xem nó cân bằng chưa. Rồi, ok. Cái này cũng khá cân bằng này. Anh để nguyên hướng nào thì nó nguyên bên đó mà. Rồi mình để cân bằng thì nó cũng cân bằng luôn các bạn. Rồi xong rồi. Giờ mình sẽ khởi động các bạn. Khởi động cái gimbal. Rồi coi nó thử cân bằng như thế nào nha. Nhấn vào lâu một chút nha. Ok. Đó. Gimbal đã hoạt động các bạn ơi. Này. Gimbal đã hoạt động. Rồi. Mình có thể mình quay bằng cái gimbal này thoải mái luôn được các bạn. Mình sẽ gỡ cái này ra mình cho quay cho dễ ha. Chỗ này cao quá. Điều chỉnh ví dụ mình quay qua trái thì nó quay qua trái, quay qua phải thì nó quay qua phải các bạn. Bật điểm. Này nó bật điểm đó. Thoải mái, mình gắn cái đối trọng rồi nó cũng đỡ nó ha. Mò thử nè, motor nó không có nóng và chứng tỏ là nó cũng ok rồi, tại vì nó đối trọng nó cân bằng rồi. Và dùng chế độ là L thì nó sẽ giữ nguyên, nó có cái cục đối trọng nên nó quay theo bán tính các bạn phải bấm
phẩm giữ nó đứng im thì nó mới buông ra, mình buông mới buông ra được nha, chứ nó đối trọng á, nó có đối trọng nó hơi nặng nên nó khô quán tính. Rồi bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye, bye bye nhé, nhớ đăng ký kênh của mình nha, nhớ bấm like và subscribe An Hồ nhé. Nhớ bấm like và subscribe An Hồ nhé.